Hiện nay thì cô thấy là chỉ có bạn Minh Châu là nộp bài tập cho cô thôi ha. Còn tất cả những bạn còn lại chưa thấy nộp bài. Rồi cô thấy bạn Nam rồi ha. Đợi cô xíu. Rồi có bài của bạn Nam nữa. Đây, cô video của em là nếu mà em đọc có hơi khó thì em đọc có hơi khó nghe thì cô ấy nhé. Ok. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ cô sẽ ôn lại một xíu về bài cũ ha. Rồi sau đó là mình sẽ cô sẽ nói một vài điểm mà cần sửa ở trong cái video bài tập của các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ sang bài mới ha. Rồi bây giờ mình sẽ ôn một xíu về bài cũ này. Bài cũ của mình là sách giáo khoa trang 51 50 và 51 ha, đúng không? Rồi bây giờ mình có bài cũ của mình là lesson 3. Rồi lesson 3 là chủ yếu là mình luyện tập, đúng không? Thì mình cũng không có những cái gì nhiều để mình còn phải ôn ha. Rồi ở đây là cái luyện tập đọc này, luyện tập nói tiếng Anh này. Đây là luyện nghe. Rồi tiếp tục là luyện nói, luyện dịch ha. Rồi ở đây là làm bài tập, đọc hiểu. Sau đó là luyện viết. Rồi ở đây mình sẽ có vài cái từ mới này. Rồi đầu tiên này, cho cô biết này. Mình có từ rồi. Necessary. Necessary là gì? Kiên. Em thưa cô là Necessarily. Rồi, vậy Kiên cho cô biết guess là cái gì? cố gắng học ạ. À, Cố gắng. try, cố gắng là try. Này, I try to guess its meaning là tôi cố gắng để đoán cái nghĩa của nó. Vậy guess có nghĩa là gì? Có nghĩa là cố gắng hay có nghĩa là đoán? Đoán. Đúng rồi, guess là đoán ha. Try là mình cố gắng làm cái gì đó. Rồi ở đây mình có từ meaning. Meaning là cái gì? Rồi, meaning có nghĩa là ý nghĩa. Nghĩa của một cái gì đó ha. Rồi có nghĩa là cái đó nó là cái gì á, kiểu vậy ha. Rồi mình có từ notebook. Notebook là cái gì Nam? Nam. Nam ơi. Notebook là gì? Minh Châu mở camera lên. Cô của em hơi mê Rồi đúng. nghe tiếng rõ lắm cô ạ. Rồi, notebook là gì Nam? Cái từ này này. Từ này có nghĩa gì? Facebook là quyển Cái sách gì mà để mình chép bài ấy. Bình thường mình chép bài vào cái gì nhỉ? Mình chép quyển tập. bài vào cái gì? Mình đúng rồi, mình sẽ chép bài vào quyển tập ha. Nam có tai nghe không? Nam có tai nghe không? Có tai nghe không? Có nghe tiếng nữa ạ, nhưng mà tiếng mưa to quá rồi. Như Nam có tai nghe không? Em hình như em không biết để em hỏi bố em nữa. Có tai nghe thì nghe tai nghe cho nó đỡ ha, nó đỡ ồn ha. Rồi Minh Châu có trong lớp không? Châu ơi. Ok, bạn Minh Châu vào lớp xong rồi đi đâu mất rồi ha. Rồi bây giờ cô hỏi bạn Kiên tiếp đi ha. Rồi Kiên cho cô biết này, stick là cái gì? Rồi ở đây này, những cái tờ giấy này này, nó đang được stick ở trên tường. Vậy stick là cái gì? Stick is when you use a glue to stick something on the wall. Stick là khi mà mình dùng hồ để mình làm cái gì? Mình dùng hồ mình trét vào cái gì đó để mình làm cái gì? Tường. Không, ý là mình sẽ dùng keo á, mình trét vào một cái vật gì đó để mình làm gì lên tường. Dán. Đúng rồi, dán ha, mình có từ stick là từ dán ha. Rồi dán ha. Rồi mình có từ bedroom. Bedroom. Bedroom là gì Kiên? Bedroom là phòng ngủ ạ. Đúng rồi, mình có từ wall là gì? Wall là những cái gì mà giúp mình dựng nên cái ngôi nhà của mình đó. Ngôi nhà của mình được bao phủ qua những cái gì? Cái dựng thành cái ngôi nhà.
Ngôi nhà của mình sẽ có cái gì? Sẽ có những cái gì mà mới tạo thành một cái ngôi nhà? Gạch. Ngoài gạch thì còn cái gì nữa? Tường, đúng không? Wall là tường, là những cái bức tường á, là bức tường ha. Rồi Minh Châu vào lớp thì mở camera lên nha. Rồi mình có bài mình có từ rồi mình có từ understand. Understand là cái gì? Nam nghe cô nói chưa? Nam nghe rõ cô nói chưa? À, nghe rõ cô nói chưa? Đeo tai nghe vô đi, đeo tai nghe vô thử xem nghe cô nói được không? Em gắn vào thì em lại chẳng nghe thấy cô nói gì thế thôi. Vậy hả? Rồi vậy. Để cho cô biết understand là cái gì nè. Understand là... Understand, đọc lại. Vâng. Em... Understand là cái gì? Ok, Minh Châu, understand là cái gì Minh Châu? Minh Châu đâu? Cô nói gì? Cô nói bé quá, em không nghe được. Understand là gì? Từ này này. Understand là ở bên dưới á. No. Understand là mình hiểu cái gì đó, mình thấu hiểu cái gì đó, mình hiểu, ví dụ như mình hiểu bài hoặc là mình hiểu cái câu chuyện của ai đó ha. Understand đại khái là hiểu, là thấu hiểu, được chưa? Rồi mình có từ necessary là gì Châu, nhớ không? Cái từ necessary em không nhớ. Rồi necessary đọc lại giúp cô đi. Bốn âm này, necessary. À ok, necessary là cần thiết, được chưa? Cái gì đó cần thiết để mình làm cái gì đó ha, nó cần thiết, nó hữu dụng ha, kiểu vậy ha. Rồi mình có communication. Communication là cái gì? Bạn nào biết? Rồi communication là gì Châu? Châu nhớ communication là gì không? Communication là những cái cần thiết. Cần thiết là necessary. Communication là gì ta? Rồi. Communication là gì Kiên? Cô là gì? Một thứ gì mà cho cuộc sống ấy. Em chưa biết tên. Rồi communication là giao tiếp, được chưa mấy đứa? Giao tiếp á, kiểu như là giữa người với người á, thì mình sẽ nói chuyện với nhau hoặc là mình sẽ tương tác với nhau, đúng không? Người ta gọi chúng là communication, là sự giao tiếp, được chưa? Rồi có những cái từ mới cô muốn ôm như các bạn cô nhắc lại nha. Mình có từ này, mình có try. Thứ nhất là try là thử làm cái gì đó, còn cái nghĩa thứ hai là cố gắng làm cái gì đó. Guess là mình đoán, động từ ha, mình đoán, mình suy đoán. Meaning là ý nghĩa hoặc là cái nghĩa của cái gì đó ha. Notebook là tập, cái quyển vở ấy. Stick là sẽ dán á, mình dùng keo để mình dán cái thứ gì đó lên á. Rồi bedroom là phòng ngủ, wall là bức tường, được chưa? Rồi mình có từ free time ở đây, cô cũng muốn nói luôn ha. Free time là cái thời gian rảnh rỗi ha. Các bạn cứ cái cụm in my free time mà các bạn có thể sử dụng trong những cái lúc mà các bạn nói tiếng Anh này. Ví dụ các bạn muốn nói là ok, I usually watch TV in my free time. Là tôi thường sẽ xem TV lúc mà tôi rảnh rỗi. In my free time là trong cái thời gian rảnh của tôi, được chưa? Rồi mình có từ understand là hiểu, là thấu hiểu. Mình có necessary là một cái tính từ, nó có nghĩa là cần thiết, được chưa? Rồi mình có communication là một danh từ, nó có nghĩa là sự giao tiếp, việc giao tiếp, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sang unit 8 ha. Rồi hôm nay mình sẽ học sang unit mới. Các bạn mở sách giáo khoa trang 52 ra. Unit 8. What are you reading? Rồi đầu tiên mình có câu what are you reading. Đầu tiên các bạn xác định cho cô biết đây là thì gì. Cái tiêu đề của cái unit này là thì gì đây? Minh Châu biết không? Không có.
thi gì nhỉ? Singapore là thi hiện tại tiếp diễn ạ. À, thì hiện tại tiếp diễn nói về một cái việc như thế nào? Nói về một cái việc mà đang xảy ra. Đúng rồi, giỏi. Là một cái việc nói về, thì hiện tại tiếp diễn là dùng để nói về một cái việc mà nó đang diễn ra, được chưa? Rồi, vậy what are you reading? We're reading có nghĩa là gì Kiên? Em nói cô là đọc ạ. À, mình có reading là đọc, nhưng mà người ta hỏi là what are you reading là gì? Bạn sao? Bạn có đọc không? Rồi, cái này là thì hiện tại tiếp diễn. Mà thì hiện tại tiếp diễn thì nó nói với những cái việc mà nó đang xảy ra, thì mình sẽ dịch đó là bạn đang đọc gì. Được chưa Kiên? Yes. Rồi, bạn đang đọc cái gì vậy? Rồi, vậy là Unit 8 này chắc chắn sẽ học về những, có thể là những cái quyển sách đó, hoặc là những cái câu chuyện gì đó mà liên quan tới cái vấn đề đọc sách của các bạn, hoặc là đọc bài gì đó của các bạn ha, reading này, kỹ năng đọc này, liên quan tới cái việc đọc ha. Rồi, what are you reading? Bạn đang đọc gì? Nam có nghe cô nói rõ không Nam? Nghe cô nói được không? Em vẫn chưa nghe rõ, em đeo tai nghe thì em chẳng nghe được tiếng gì, thì thôi ạ. Em định đưa trả bốn cái tai nghe. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ sang lesson 1 nha. Ok, part 1 này. Look, listen, and repeat. Nhìn, nghe và lặp lại, đúng không? Okay, so we have 4 pictures, right? And 3 of you need to listen to the story between 2 boys. And then, okay, so all of you need to practice to speak. Rồi, các bạn sẽ có một cái, có 4 bức tranh này. Các bạn sẽ được nghe cái câu chuyện giữa hai bạn nam này. Sau đó các bạn sẽ luyện tập để các bạn đọc ha, hoặc là luyện tập để nói ha. Rồi, bây giờ cô cho các bạn nghe hai lần. Rồi, nhớ dò bài nha. Page 52, Unit 8. What are you reading? Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hi, Peter. Let's play chess. I can't. I'm reading. B. What are you reading? I'm reading a story about Halloween. C. Is it a ghost story? Yes. Very scary. D. Is it a ghost? Oh no! Page 52, Unit 8. What are you reading? Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hi, Peter. Let's play chess. I can't. I'm reading. B. What are you reading? I'm reading a story about Halloween. C. Is it a ghost story? Yes. Very scary. D. Is it a ghost? Oh, no! Rồi, bây giờ các bạn sẽ đọc giúp cô ha. Bây giờ mỗi bạn sẽ là một nhân vật đi ha. Rồi, bạn nam tóc đỏ sẽ là bạn Kiên. Bạn nam tóc vàng là bạn Minh Châu đi ha. Hi, let's play chess. Let's play chess. Yeah. Chess.
chess. Chess. Khi Nam ơi, tắt mic giúp cô này. Rồi. Let's play chess. Rồi, tới Minh Châu này. I can't. I'm reading. What are you reading? I'm reading a story about Halloween. Halloween. Anh nhấn âm đầu quá Châu. Halloween. Đúng rồi. Is it is it a ghost? Ghost, ghost. 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 Story. Story. Đúng rồi. Story. Yes, very scary. Is it a ghost? A oh, ghost. No. A ghost. A ghost. Châu. À. Rồi. Bây giờ bạn bây giờ bạn Kiên sẽ là bạn Nam. Ok, vậy bây giờ bạn Nam sẽ là bạn tóc đỏ, bạn Kiên sẽ là bạn tóc vàng ha. Rồi. Nam. Hi Peter, listen, play chess. Chess nha, chess. À. Chess. Đúng rồi, Kiên. I'm reading. Giỏi. Nam. I am ready. I am sorry. No, 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 no. What are you reading? Không, cái đấy là của bạn tóc vàng mà cô. Của bạn tóc đỏ. What are you ready? Reading. Reading. Rồi. Kiên. I'm reading a story about Halloween. 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 Đúng rồi. It is a sorcery. Ghost. Ghost story. So sorry. Đúng rồi. Yes. Very scary. 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 Đúng rồi. Is it a ghost? Oh no. Rồi. Rồi, bây giờ bạn Nam sẽ là khi nãy bạn rồi. Ok, bây giờ bạn Nam sẽ là bạn tóc vàng và bạn tóc đỏ sẽ là bạn Minh Châu ha. Rồi, Minh Châu nói trước nè. Em thưa cô là xin chào Peter. Hãy cùng chơi. Đọc với Minh Châu. Châu ơi, hi Peter. Đọc tiếng Anh á, đọc chứ chưa. Hi Peter, let's play chess. Rồi, Nam. I'm reading. I'm reading. Rồi. What are you reading? It's reading and some. A story. A story. About Halloween. Đúng rồi. Is it a ghost? Yeah, a ghost. Sorry. Yes. Nam. Yes. Yes. Very fun. Very scary. Very scary. 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 Đúng rồi. Is it a ghost? A ghost. Is it a ghost? Sitting a ghost. 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 Rồi, chào. Em thưa cô là, oh no. Okay, rồi.
Các bạn đã đọc xong cái bài rồi đúng không? Bây giờ mỗi bạn sẽ dịch một bức tranh cho cô. Ở bức tranh đầu tiên, Kiên. Yes. Chào Peter, chúng ta hãy chơi cờ vua. Đầu tiên sang tiếng Việt này. Đúng rồi. I can't. Tôi không chơi được, tôi đang đọc. Đúng rồi, tôi không chơi được, tôi đang đọc. Giỏi, Picture B, Minh Châu. Picture B là bạn đang gì? Bạn đang đọc cái gì đấy? Đúng rồi. Tôi đang đọc một cuốn, một câu chuyện về Halloween. Đúng rồi. Picture C, Nam. Dịch picture C này. Is it a ghost story? Rồi bây giờ ghost nè. Ghost là gì nhỉ? Ghost là cái điều mà các bạn sợ. Ví dụ như mình ở trong tối hoặc là mình nghe một cái câu chuyện kinh dị thì mình sẽ sợ gì mấy đứa? Sợ hãi ạ. Không phải sợ hãi. Sợ ma. Đúng rồi. Mình có ma là ghost. Được chưa? Mà ghost story nè. Vậy là chuyện gì? Story là chuyện đúng không? Mà a ghost story là chuyện gì? Bạn có sợ chuyện ma không? Đúng rồi, nó có phải là chuyện ma không? Yes, có phải không Nam? Vâng. Đúng rồi, very scary. Rồi, cái lúc này mới là từ sợ hãi này. Từ sợ hãi là từ scary này. Rất là sợ hãi, rất là đáng sợ ha. Rồi, cô nhắc lại nha. Ghost là ma, được chưa? Scary là sợ hãi, là đáng sợ. Rồi, Picture D dịch cho cô. Picture D dịch cho cô đi Kiên. Picture D dịch cho cô đi Kiên. Đây là... Có phải là một con ma không? Đó là ma... Cái... Đúng rồi. Oh no, là ôi gì? Không. Đúng ôi rồi, không. Ôi không. Đúng rồi. Is it a ghost? Đây có phải đó có phải là con ma không? Ô không, nhưng mà cái này là con gì mấy bạn? Cat. Đúng rồi, a cat. Mà a cat, what color? Màu gì đây? Black. Đúng rồi, a black cat. Good. Rồi, mình sẽ sang phần 2 nha. Ok, number 2, point and say. Chỉ vào và đọc ha. Rồi, hôm nay mình có một cái mẫu câu mới. Cái mẫu câu đó là what are you reading? I'm reading. Rồi, khi nãy cô nói này, what are you reading? Là gì Nam? Là chuyện là cô. Không, what are you reading? Khi nãy cô hướng dẫn dịch đó. Em vừa xong em quên. Bạn đang reading. Đúng rồi, bạn đang đọc cái gì thế? Rồi, để trả lời cho câu what are you reading? Bạn đang đọc gì thế? Thì mình trả lời là I'm reading. Tôi đang đọc cái gì đó ha. Và cái mặt trống này sẽ là cái câu chuyện mà mình đang đọc. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình có 4 cái bức tranh đúng không? ABCD. Rồi, mỗi một cái bức tranh là nó sẽ tượng trưng cho một cái câu chuyện. Rồi, bây giờ các bạn quan sát picture A đi. Rồi, đọc cho cô cái câu chuyện của picture A. Minh Châu. Câu chuyện của picture A có tên là gì? Em cho cô câu chuyện của picture A là... chú cáo và cây thần. Đọc tiếng Anh đấy. Tiếng Anh trước. The fox and the ground. Đúng rồi, the fox and the ground. Rồi cái này có nghĩa là gì? The fox là con gì Châu? Con cáo. Đúng rồi, con cáo. And the ground, ground là con gì ta? Em nghĩ là con gì đang đậu trên cây nè. Đúng rồi, con quạ ha. Em cái thần. The fox and the crow là con cáo và con quạ ha. Câu chuyện này có vẻ là nó không có ở Việt Nam ha, có thể là câu chuyện nước ngoài ha. Bởi Việt Nam mình thì không có cái câu chuyện con cáo và con quạ này ha. Rồi Picture B đọc cái câu chuyện Picture B cho cô. Kiên. Picture B có tên là câu chuyện gì? Yes. The story of Ma Anh Diêm. Đúng rồi, giỏi. The story of Ma Anh Diêm là có nghĩa là gì? Dịch sang tiếng Việt là gì?
câu chuyện của? Câu chuyện của Mang Tim. Rồi, câu chuyện của Mang Tim. Nhưng mà các bạn quan sát cái bức tranh này, các bạn có nhớ nó liên quan tới cái chuyện cổ tích gì mà mình đã học không? Mình đã xem không? Chuyện cổ tích về dưa hấu. Đúng rồi, sự tích quả dưa hấu. Đúng không? Rồi, sự tích quả dưa hấu là sao? Là Mang Tim bị đức vua, vợ chồng Mang Tim bị đức vua đày ra ngoài đảo, đúng không? Rồi sau đó là bắt đầu mới tìm được một cái giống cây, bắt đầu mới đi trồng cái giống cây đó, xong rồi nó mới tạo ra được những cái quả dưa hấu ha. Rồi sau đó thì làm chủ cả một cái vùng đất đó luôn. Rồi bắt đầu mới gặp lại nhà vua, rồi bắt đầu nhà vua mới nhớ tới vợ chồng của Mang Tim khi xưa ha. Hình như là cô đoán không lầm là vậy á. Nói chung là vợ chồng của Mang Tim là bị đức vua vứt bỏ, nhưng mà sau cùng là kiểu trở nên rất là thành công á, bởi vì tìm được cái giống cây ơi, cái giống quả dưa hấu này ha. Rồi, đọc cho cô câu chuyện của Picture C đi Nam. Alibaba. Alibaba, đọc này. Aladdin. Aladdin and The magic lamp. Cái này đọc là lamp. Rồi đọc lại theo cô nha. Aladdin and the magic lamp. Aladdin and the magic lamp. Đúng rồi, câu chuyện này có nghĩa là gì? Aladdin và cái đèn thần. Đúng rồi, Aladdin và cây đèn thần, được chưa? Rồi, Picture D đọc cho cô đi Minh Châu. Châu ơi, Picture D nè. In the book, Picture D là Snow White and the Seven. Rồi, Snow White. Snow White and the seven. Rồi, từ này đọc là dwarfs. Đúng rồi, ông giờ đằng sau chứ cô, anh nhầm ở đằng trước chứ cô. Thì cô đọc là dwarfs. Có nghe cô đọc là giờ chứ không? Dwarfs mà đọc nó dính vào mấy đứa. Dwarfs, nhớ nha, từ này đọc khó nha. Dwarfs. Từ what trong tiếng Anh là chú lùn à cô? Đúng rồi, dwarfs này có nghĩa là chú lùn, được chưa? Người lùn á. Rồi, vậy là câu chuyện này là gì Minh Châu? Snow White là ai? Indigo là Bạch Tuyết và bảy chú lùn á. Đúng rồi, Bạch Tuyết và bảy chú lùn ha. Rồi, bây giờ mình có 4 cái câu chuyện này nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành cái mẫu câu này ha. Tới mỗi cái picture thì mình sẽ ghép cái tên của cái câu chuyện nó vào chỗ trống ở đây ha. Rồi picture A, Minh Châu hỏi, bạn trả lời là bạn Nam. Minh Châu đọc câu hỏi đi. Châu mở mic chưa? Minh Châu mở mic chưa vậy? Rồi ok, vậy bạn đọc câu hỏi là bạn Kiên. Bạn đọc câu trả lời là bạn Nam đi. Kiên đọc câu hỏi đi. What are you reading? Đúng rồi, Nam. I'm reading the pot and the cup. Crow. Đúng rồi, the fox and the crow. Rồi, picture B, Nam hỏi, Minh Châu trả lời. What are you reading? Reading. Đúng rồi. Xin thưa cô, là I'm reading story of my auntie. Đúng rồi. Picture C, Minh Châu hỏi, Kiên trả lời. Châu đọc câu hỏi đi. Em cho cô câu hỏi là What are you reading? Rồi.
Aladdin and the Magic Lamp. Đúng rồi, Aladdin and the Magic Lamp, chứ không có lamp nha, đọc lại lamp. 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 Đúng rồi. Lamp. Picture D, bạn rồi, Picture D bạn bạn Nam hỏi, bạn trả lời là bạn Kiên. What are you reading? Reading nè. Reading, reading. Rồi. Reading em hay nói reading. Rồi, Kiên. How white and the black. I'm reading nè. I'm reading. Sorry. I'm reading. I'm reading. Snow White. Snow White. Snow White. And the seven dwarfs. 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 The rồi mới dwarfs. 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 Rồi. Đúng rồi. Rồi nhớ cái từ dwarfs này nha. Cái từ này hơi khó nha. Rồi nó là chú lùn ha, những cái người lùn. Rồi mình sẽ sang phần 3 ha. Phần 3 thì nếu mà có cái thời gian thì mình sẽ luyện nói ha. Mình sẽ sang phần 4 luôn. Number 4, listen and tick. Okay, so all of you. Okay, so this is a table. This is a table about, okay, four characters with four stories. Four stories, and all of you have to listen to them in order to fill in the blank the story which is belong to any each of characters in this table. Rồi mình có bốn cái nhân vật ở đây. Và ở đây tương ứng là bốn cái câu chuyện thì nãy mình đã đọc đúng không? Các bạn sẽ nghe xem bốn bạn Nam, Linda and Tom, bốn cái bạn này thì bốn bạn này đang đọc cái câu chuyện nào trong bốn câu chuyện này ha. Nếu mà ví dụ như là nếu mà các bạn nghe được bạn Nam đọc cái câu chuyện là The Story of Man Team đi thì các bạn sẽ đánh dấu vào đây. Cái đó là ví dụ thôi ha. Rồi bây giờ các bạn, ở đây mình có này bốn tên của bốn nhân vật này, lần lượt là Nam, Mai, Linda, The, Tom. Rồi ở đây mình có câu chuyện đầu tiên là Aladdin and the Magic Lamp. Rồi câu chuyện thứ hai là The Fox and the Crown. Thứ ba là The Story of My Team đúng không? Và thứ tư là Snow White and the Seven Dwarfs. Rồi các bạn sẽ được nghe ba lần đi ha. Rồi luyện nghe luôn ha, cho nghe ba lần. Cô ơi cô, cho con xin phép nghỉ buổi này vì nhà con có việc bận ạ. Ok, goodbye. Page 53. Nghe ba lần nhé. Activity 4. Listen and tick. 1. Hi Nam, what do you do in your free time? I like reading stories. What are you reading at the moment? I'm reading The Fox and the Crow. 2. Hi, Mai. What are you doing this weekend? I'm going to stay at home and finish my book. What are you reading? Aladdin and the Magic Lamp. 3. Hi, Linda. What are you reading? I'm reading my favourite book again. What's the name of the book? Snow White and the Seven Dwarfs. Why are you reading it again? Because it's so interesting. 4. Hi, Tom. What are you reading? The Story of My Anthem. Do you like it? Yes, I think it's my favorite story. Page 53. Activity 4. Listen and tick. 1. Hi, Nam. What do you do in your free time? I like reading stories. What are you reading at the moment? I'm reading The Fox and the Crow. 2. Hi, Mai. What are you doing this weekend? I'm going to stay at home and finish my book. What are you reading?
Aladdin and the Magic Lamp. 3. Hi, Linda. What are you reading? I'm reading my favourite book again. What's the name of the book? Snow White and the Seven Dwarfs. Why are you reading it again? Because it's so interesting. 4. Hi, Tom. What are you reading? The Story of My Anthium. Do you like it? Yes, I think it's my favourite story. Page 53. Activity 4. Listen and tick. 1. Hi, Nam. What do you do in your free time? I like reading stories. What are you reading at the moment? I'm reading The Fox and the Crow. 2. Hi, Mai. What are you doing this weekend? I'm going to stay at home and finish my book. What are you reading? Aladdin and the Magic Lamp. 3. Hi, Linda. What are you reading? I'm reading my favourite book again. What's the name of the book? Snow White and the Seven Dwarfs. Why are you reading it again? Because it's so interesting. 4. Hi, Tom. What are you reading? The Story of My Anthium. Do you like it? Yes, I think it's my favourite story. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cô đáp án nha. Rồi đầu tiên Nam, cho cô biết Nam đang đọc câu chuyện nào. Cô mời bạn Minh Châu đi. Em cho cô Lam đang đọc câu chuyện là Mai Anh Tiêm ạ. Rồi, câu chuyện của Mai Anh Tiêm đúng không? Rồi, Mai đang đọc câu chuyện nào? Kiên. Kiên đâu rồi nhỉ? Kiên ơi, bạn Mai đọc, bạn Mai. Rồi, Kiên ơi, bạn Mai đọc câu chuyện của ai vậy? Em vừa thôi, em xin. Bạn Kiên, Kiên ơi, bạn Mai đọc câu chuyện của ai? Đọc Aladdin và cái đèn thần ạ. Rồi, Nam, bạn Linda đọc câu chuyện của ai? Đọc Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Rồi. Còn bạn Tom đọc câu chuyện của ai, Minh Châu? The Fox and the Crow. The Crow, được chưa? Nó là giữa cái Crow và cái Crow các bạn. Crow nó hơi, nó ở giữa hai âm đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe, mình sửa từ từ. Cái cô, nhưng mà cái của bạn Minh Châu là hình như bị sai hai cái kia. Đáng nhất là phải nộn ngược lại cô ạ. Rồi bây giờ mình sẽ nghe và mình sửa ha. Page 53. Activity 4. Listen and tick. 1. Hi, Nam. What do you do in your free time? Chào Nam, bạn làm gì vào cái thời gian rảnh của mình? I like reading stories. I like reading stories. Tôi thích đọc những câu chuyện. What are you reading at the moment? What are you reading at the moment? Bạn đang đọc cái gì vào cái thời điểm này? I'm reading The Fox and the Crow. I'm reading The Fox and the Crow. Tôi đọc truyện con cáo và con quạ. Rồi. Đáp án của bạn Nam là ở câu chuyện thứ hai mới chính xác nha. Rồi, tiếp tục. 2. Hi, Mai. What are you doing this weekend? Hi, Mai. What are you doing this weekend? Rồi, chào Mai. Bạn làm gì vào cuối tuần?
I'm going to stay at home and... I'm going to stay at home. Tôi sẽ ở nhà. And finish my book. And finish my book. Và hoàn thành cái quyển sách của tôi. What are you reading? What are you reading? Bạn đọc gì vậy? Bạn đang... Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin and the Magic Lamp. Rồi. Câu trả lời của bạn Kim là chính xác ha. 3. Hi Linda. Hi Linda. What are you reading? What are you reading? Bạn đang đọc gì vậy? I'm reading my favorite book again. I'm reading my favorite book again. Tôi đang đọc cái quyển sách yêu thích của tôi một lần nữa. Là mình đọc là bạn này đang đọc lại quyển sách đó lần. Okay. Nhiều What's lần the rồi. Name of the book? What's the name of the book? Tên của quyển sách là gì vậy? Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs. Rồi, Bạch Tuyết và Chú Lùn, chính xác. Why are you reading it again? Why are you, okay, why are you reading it again? Tại sao mà lại đọc nó lần nữa vậy? Because it's so interesting. Because it's so interesting. Bởi vì nó rất là thú vị. Four. Hi, Tom. Hi, Tom. What are you reading? What are you reading? Bạn đang đọc gì vậy? The story of my anthem. The story of my anthem. Câu chuyện của mang tim. Do you like it? Do you like it? Bạn có thích nó không? Yes, I think it's my favorite story. Yes, I think it's my favorite story. Đúng. Thích chứ, nó là câu chuyện yêu thích của tôi. Rồi, hết rồi ha. Rồi, vậy là cái của Tom là phải là The Story of My Anthem mới đúng ha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang part 5. Ok, read and complete. Ok, so you have these words. Ok, snow, like, reading, 3 and 7. Ok, so you need to fill in the blank in order to make a completed sentences. Rồi, các bạn sẽ có 6, 5 cái từ này, các bạn sẽ điền 5 từ này vào chỗ trống để tạo thành một cái câu hoàn chỉnh cho cô ha. Cô cho các bạn 3 phút.
Rồi bây giờ mình sẽ làm ha. Rồi bây giờ mình câu đầu tiên Quân. Câu 1 làm cho cô Minh Châu. In the fallout, what do you do in your free time? Rồi, dịch luôn đi Châu. Câu này có nghĩa là gì? Đúng rồi, bạn làm gì vào thời gian rảnh? Rồi, đọc câu của Linda luôn đi Châu. In the fallout, I read a lot. I like fairy tales. Rồi, dịch nào. Tôi đọc rất là nhiều. A lot là cái gì đó nhiều, nhiều là ha. Tôi đọc nhiều, rất là nhiều. I like fairy tales. Fairy tales là gì ta? Bạn nào biết fairy tales? Nó không phải là chuyện. Nhưng mà fairy là tiên mà cô. Hả? Fairy là tiên đúng không? Không. Rồi, fairy tales là chuyện thần tiên. Được chưa? Là đại khái là chuyện về kiểu như là bay bổng, kiểu như là thường thường fairy tale thì con gái sẽ thích hơn ha, kiểu như là chuyện kiểu bay bổng rồi về thần tiên, về công chúa này nọ ha, và đó là fairy tale đó, chuyện thần tiên, chuyện hoặc là chuyện cổ tích cũng có thể ha. Rồi. Làm câu 2, làm câu 2 cho cô đi bạn Nam. I said, what are you reading now? Reading now. Rồi, dịch Nam. I see là tôi thấy rồi. What are you reading now là gì Nam? Tôi thấy rồi. Tức là bạn đang đọc chuyện gì đấy? Đúng rồi, bạn đang đọc chuyện gì đấy? Now là có nghĩa là bây giờ, là cái nghĩa là bây giờ bạn đang đọc chuyện gì vậy? Như vậy ha. Rồi câu 3, câu 4. Làm cho cô. Lời của Linda đi Kiên. Kiên ơi. Yes. Rồi, làm what? Câu 3, câu 4. Câu 3 này, câu 3 là điểm gì vào này? Linda. Cái gì white? Snow. White. And the 7 Drops. Đúng rồi, tiếp tục luôn, đọc câu dưới luôn. What? What about do you like fairy tales? You like fairy tales. Đúng rồi, dịch luôn đi. Snow White and the 7 Drops là câu chuyện gì? Là Bạch Tuyết và 7 chú lùn ạ. Rồi, what about you? Này, câu này có nghĩa là gì? Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Bạn có thích chuyện cổ tích không? Đúng rồi, chuyện cổ tích không? Đúng rồi. Rồi câu 5 làm cho cô đi Minh Châu. Câu 5 là no I don't. I read. Cái gì? I like reading short stories. Rồi, dịch luôn. No, I don't là bạn Quân này có thích chuyện cổ tích không? Không ạ. Rồi, không, tôi thích đọc chuyện Short là gì? Chuyện tôi ngắn. Thích. Chuyện ngắn ha. Rồi, mấy câu chuyện ngắn ha. Rồi, đọc câu của Linda cho cô đi Nam. Đọc câu của Linda. Vậy, bạn đang đọc, hiện tại bạn đang đọc chuyện gì đấy?
đọc tiếng Anh đó nè. What are you reading now? Reading now. Reading now. Rồi, tiếp tục luôn. Halloween show. A Halloween story. I want a Halloween story. Đúng rồi. Một câu chuyện Halloween. Được chưa? Rồi. Bài 5 mình xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ... Ok, bài hôm nay của mình nó chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ cô sẽ dặn bài tập cho các bạn này. Bài tập của các bạn là các bạn sẽ rồi, các bạn sẽ ghi. Khi nãy là bài 2 này là các bạn làm bằng miệng đúng không? Bây giờ bài tập của các bạn là các bạn sẽ ghi. Nói chung là ở đây mình có 4 bức tranh đúng không? Các bạn sẽ ghi câu hỏi và câu trả lời của từng bức tranh này ra. Rồi ví dụ như picture A thì các bạn sẽ ghi là ghi chữ A xong rồi chấm cái là what are you reading? Rồi I'm reading the fox and the crow. Rồi các bạn ghi B, what are you reading? I'm reading the story of my auntie. Rồi tương tự với lại hai bức tranh còn lại luôn ha. Có nghĩa là các bạn sẽ làm bài 2 này vào tập là ghi câu hỏi và câu trả lời của nó tương ứng với lại 4 bức hình này. Thì các bạn sẽ có 8 câu để ghi 4 câu hỏi và 4 câu trả lời. Được chưa? Rồi hiểu không? Có hiểu không Nam? Em có Nam hiểu. Hiểu bài tập của cô nói không? Em rồi. Có hiểu. Minh Châu. Châu với Kiên hiểu không? Hiểu bài không? Với cô tức là mình à. Mình làm mấy cái ở dưới đúng không cô? Đúng rồi, bài 2 này là ví dụ khi nãy là mình thực hành mình nói với nhau đúng không? Bây giờ các bạn sẽ làm bài 2 này vào tập luôn. Các bạn sẽ làm bài 2 này vào tập tương ứng với là 4 cái bức hình này này. Là các bạn ví dụ ghi câu A đúng không? Ghi chữ A rồi what are you reading? I'm reading the fox and the crow. Rồi tương tự bức hình B, bức hình C, bức hình D là các bạn sẽ làm bài 2 này vào trong tập, các bạn ghi vào trong tập có hiểu không? À vâng, em hiểu rồi. Rồi. Rồi bây giờ các bạn được nghỉ ha. Ok. Rồi Minh Châu. Minh Châu chụp bài tập 2 này đi, bài tập tuần sau của mình này. Ôi, nhưng mà bây giờ này bố mẹ em mang hết điện thoại đi rồi. Anh nghĩ là bố em có điện thoại nhưng mà bố em lại đi xe cấp. Rồi. Minh Châu làm bài 2 này nha. Nếu mà có sách thì mở sách lên là bài 2, là tất nhiên mình sẽ viết bài 2 này vào tập á. Là mình sẽ viết từng cái bức tranh. Mỗi bức tranh mình sẽ viết câu hỏi và câu trả lời. Được chưa? Sau đó nhớ chụp hình up lên cho cô nha. Rồi tạm biệt các bạn. Các bạn được nghỉ. Goodbye teacher.